khí tài quân sự phương Tây liên tục được chuyển đến có thể là dấu hiệu cho thấy Ukraine đang chuẩn bị mở cuộc phản công lớn. Tuy nhiên, điều bất thường là các lực lượng quân sự thường không báo trước các cuộc tấn công của họ. Nhưng kế hoạch của Ukraine lại được rầm rộ dự đoán công khai. Liệu có ẩn ý gì ở bên trong? Đáp lại tin phản công của Ukraine, phía Nga cho biết các doanh nghiệp nước này sẽ tăng sản lượng một số loại đạn gấp 7-8 lần để đáp ứng nhu cầu của quân đội nhiều gấp 3 lần so với những gì mà Mỹ và phương Tây cung cấp cho Ukraine. Trong khi đó, căng thẳng Mỹ-Nga lại tiếp tục leo thang. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói Nga không nên là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an trong bối cảnh mà Moscow sắp nắm vai trò chủ tịch vào tháng 4. Về cuộc đua vũ khí siêu vật âm, Mỹ dường như đã chấp nhận tụt hậu so với Trung Quốc và Nga khi mà nước này quyết định bỏ dự án tên lửa siêu vật âm AGM-183A sau vụ thử thất bại của dự tháng. xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc phỏng vấn gần đây với đài truyền hình Estonia, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Zdenikov đã gợi ý rằng là lực lượng quân sự nước này có thể sử dụng các xe tăng Leopard 2 mà họ mới nhận được từ Đức để mà sử dụng trong chiến dịch phản công vào mùa xuân của mình. Trước đó thì nhà tài phiệt đứng đầu quân sự đứng đầu cái tổ chức quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin cũng cho biết là Ukraine đã triển khai khoảng 80.000 quân quanh Bakhmut. Ông nói rằng Ukraine đã nhận được một số lượng rất lớn các thiết bị khác nhau của NATO, trong đó có nhiều loại xe bọc thép, xe tăng và lực lượng dự bị sẵn sàng khoảng 200.000 người. Bộ trưởng Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận là các lực lượng của họ đang chuẩn bị lên kế hoạch tiến hành cuộc phản công trên nhiều mặt trận của lúc. Và theo tiết lộ từ phía Ukraine, thì kế hoạch là tiến hành phản công trên nhiều mặt trận. Điều đó sẽ phụ thuộc vào thời điểm thích hợp sắp tới và tùy thuộc vào quyết định của Bộ Tổng tham mưu. Ngoài ra, kế hoạch này cũng tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Mặt đất rất ẩm ướt vào mùa xuân, chỉ các xe bánh xích mới có thể sử dụng ở địa hình này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy chúng xuất hiện vào tháng 4 hoặc là tháng 5. Tức là ám chỉ rằng tháng 4, tháng 5 là Ukraine sẽ phản công. Cho đến nay thì Ukraine đã nhận được các xe tăng Leopard 2 và Challenger 2 của phương Tây vào ngày 21 tháng 3 thì các quan chức Mỹ cũng tuyên bố là sẽ đẩy nhanh việc cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine cùng với lại hệ thống tên lửa Patriot. Còn Liên minh Âu Châu EU, trước đó ngày 20 tháng 3 họ cũng quyết định cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo trong năm tới. Đây là động thái mà phía Ukraine mô tả là cực kỳ quan trọng với các lực lượng của Kyiv vì nhu cầu răn đe các lực lượng Nga, đặc biệt là ở tuyến phòng thủ ở miền đông Donbass. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW họ nhận định là sự xuất hiện của các khí tài quân sự phương Tây tại Ukraine có thể tạo điều kiện cho một cuộc phản công, một cuộc phản công mà chấm ngoáng của Ukraine. Dù rằng lúc này thực sự mà nói là Kyiv chưa hoàn toàn đủ năng lực để vận hành những khí tài này trong chiến dịch phản công một cách nhuần nhuyễn. Như vậy là chúng ta thấy một loạt các thông tin đều chỉ dấu rằng là thời điểm mà Ukraine có thể phản công đã xuất hiện vào tháng 4 hoặc tháng 5 là sẽ có thể xảy ra thực tế là trong vài tuần qua chúng ta đều được nghe trên các phương tiện truyền thông rằng là Ukraine có thể phản công lúc này phản công lúc kia và chính quý vị cũng đã từng dự đoán với chúng tôi và chính chúng tôi cũng đưa ra dự đoán của mình về cái việc là khi nào Ukraine sẽ dồn toàn lực để mà đánh bật quân nga ra khỏi những vị trí mà nga đang chiếm đóng trên lãnh thổ Ukraine đặc biệt là trong bối cảnh mà cả nga lẫn Ukraine đều đang tổn thất vô cùng lớn tại Bakhmut thì cái thông tin mà Ukraine phản công nó là một cái thông tin hấp dẫn các chuyên gia họ cũng đã đưa ra nhận định của mình. David Sibel, phó giáo sư lịch sử tại Đại học Cornell tại Washington DC cho rằng cái việc công khai thông tin về một cuộc phản công của Ukraine chưa diễn ra ở Bắc Mút có thể là một phần trong một cái chiến lược lớn hơn. Ngay cả khi thành phố Bắc Mút không có giá trị về mặt chiến lược đối với cả đôi bên. Ông nói rằng là điều bất thường ở đây là các lực lượng quân sự thường không thông báo các cuộc tấn công hay phản công của mình bởi vì nguyên nhân đó là phải bảo mật vì vậy là cái thông báo về cuộc phản công của Ukraine mà chính Ukraine đưa ra dường như là nhìn qua thì thấy là nó rất là vô lý và phản tác dụng. Nhưng đằng sau nó là những câu chuyện rất khó giải thích. Và các chuyên gia họ nói là trừ khi là cuộc phản công này đã được lên kế hoạch ở một nơi khác thì Ukraine mới chơi chiêu đòn gió như vậy. Hãy nhớ lại câu chuyện tại Kharkiv và Kherson vào năm ngoái. Ukraine thường chơi chiều như vậy. Một số chuyên gia quân sự cũng nhận định là Nga đã điều động nhiều binh sĩ cùng nhiều trang thiết bị quân sự để thắt chặt vòng vây tại trào lửa Bắc Mút. Các nhà phân tích nói rằng là Kiev có thể dùng chiến thuật nghi binh như ở đợt phản công mùa hè năm ngoái để phân tán lực lượng của Nga và tạo ra được một cú sốc cho Nga trên chiến trường. Trong khi đó thì mới đây có một thông tin liên quan đến việc là chi tiêu quân sự của Ukraine trong cuộc chiến. Tại cuộc họp với Hiệp hội Kinh doanh châu Âu EBA ngày 29 tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Marchenko nói là họ đang chi 130 tỷ Rivina, tức là khoảng 3,5 tỷ đô mỗi tháng cho quân sự. Ngoài ra, theo ông Marchenko thì ngân sách của Ukraine khoảng 2,2 tỷ đô mỗi tháng. Có nghĩa là đang thâm hụt khoảng hơn 1 tỷ đô mỗi tháng. Tuần trước, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật tăng chi tiêu quốc phòng thêm 14,6 tỷ đô. Thủ tướng Ukraine Denis Smihon cho hay là các nội các đã đề xuất phân bổ ngân sách bổ sung để chi trả quân đội, cũng như là mua sắm trang thiết bị quân sự. Và theo ông thì số tiền này sẽ được phân bổ thông qua sự hỗ trợ của các đối tác phương Tây. Có nghĩa là Ukraine cũng đang rất thiếu tiền, đổ hết tiền vào cuộc chiến này rồi. cả Nga lẫn Ukraine, thưa quý vị, một cuộc chiến đốt tiền khi phê duyệt dự thảo ngân sách năm 2023. Quốc hội Ukraine đã chi 31 tỷ đô cho các lực lượng vũ trang và an ninh quốc gia. Nó chiếm tới 43% tổng chi tiêu và tương đương 18,2% GDP của Ukraine. Rất lớn, 31 tỷ đô thưa quý vị. Vì vậy, nó dẫn đến là thâm hụt ngân sách của Ukraine cũng rất lớn, dự đoán năm nay ở mức kỷ lục là 38 tỷ đô. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine họ nói rằng họ có kế hoạch bù đắp thâm hụt bằng các viện trợ từ phương Tây. Mỹ và các đồng minh họ đã liên tục hỗ trợ cả về tài chính nhân đạo và quân sự cho Kyiv kể từ khi chiến tranh bùng phát cách đây hơn một năm. Và họ cam kết là sẽ hỗ trợ cho Ukraine chừng nào còn cần thiết, chừng nào mà chiến tranh còn chưa kết thúc. Tháng trước thì Mỹ đã công bố gói viện trợ bổ sung 12 tỷ đô cho Ukraine, gồm 2 tỷ đô la vũ khí và 10 tỷ đô hỗ trợ chi phí năng lượng bù đắp ngân sách cho chính phủ Ukraine. Phương Tây đều đang bơm tiền rất đều đặn. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng Washington đã cung cấp gần 50 tỷ đô cho Kyiv trong khi đó EU và các nước thành viên đã viện trợ 54 tỷ đô cho Ukraine. Toàn những con số tỷ đô thì tôi quý vị nói ra đúng là giật cả mình. Về phía Nga, để mà đáp trả và để mà phòng ngừa trước cái động thái mà phương Tây đang tiếp tục bơm tiền, bơm vũ khí cho Ukraine, thì uh, trước cả cái thông tin là Ukraine đang lên dây cót để phản công, thì Nga, Bộ Phòng Nga mới đây, họ cho biết một thông tin đó là các doanh nghiệp của họ sẽ tăng sản lượng một số các loại đạn lên gấp 7-8 lần so với mức đáp ứng nhu cầu của đội của họ. Ông Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ngày 28 tháng 3 đã đi thăm các tổ hợp công nghiệp quốc phòng tại Chelyabinsk và Kirov và ông đã cũng kiểm tra năng lực sản xuất của các doanh nghiệp đang hỗ trợ cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Video được công bố cùng ngày cho thấy là ông Shoigu cùng cấp dưới và đại diện doanh nghiệp tham quan dây chuyền sản xuất tự động đạn pháo, xe tăng, súng cối và rocket các cỡ. Các doanh nghiệp quốc phòng Nga cho biết là họ đang triển khai nhiều dự án hiện đại hóa, mở rộng năng lực sản xuất và tăng năng suất lao động. Phía Nga cho biết là thực hiện các dự án này cho phép doanh nghiệp tăng sản lượng đạn nhiều lần để đáp ứng nhu cầu của đội Nga. Tới cuối năm này, năng suất chế tạo một số sản phẩm sẽ tăng 7-8 lần. Và chuyến thăm của ông Shoigu diễn ra ngay sau khi ông Putin vào ngày 25 tháng 3 tuyên bố là ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đang phát triển với tốc độ rất nhanh, dự kiến sản xuất lượng đạn gấp nhiều 3 lần so với những gì Mỹ và phương Tây cung cấp cho Ukraine. Trước giờ thì Nga vẫn luôn tự hào là họ có một cái tổ hợp sản xuất công nghiệp quốc phòng rất là đồ sộ, kế thừa từ Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Nhưng cũng có nhiều thông tin nói rằng là những tổ hợp như vậy của Nga là thực sự là hoạt động không hiệu quả bởi vì là những cái lệnh trừng phạt của phương Tây đã khiến họ không thể có được những công nghệ cao cần thiết để nạp vào cho vũ khí của mình. Giới chuyên gia phương Tây họ vẫn hoài nghi khả năng ngành công nghiệp quốc phòng và chuỗi cung ứng của Nga có thể tăng tốc nhanh đến vậy. Bộ phòng Anh cùng một số viện nghiên cứu của phương Tây nhiều lần nói rằng là Nga đang thiếu đạn dược vũ khí và tên lửa sau hơn một năm chiến tranh. Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và vũ khí. Ông Zelensky đã thừa nhận điều này và nói rằng là chính vì thiếu đạn dược cho nên chúng tôi không thể mở chiến dịch phản công và chờ đợi nguồn viện trợ từ phương Tây. NATO cho biết là chiến sự tại Ukraine đã tiêu tốn một lượng lớn đạn dược và làm cạn kiệt kho dự trữ của các đồng minh và tốc độ tiêu thụ đạn của Ukraine hiện đang cao gấp nhiều lần năng suất hiện tại của NATO và cái ngành công nghiệp quốc phòng của các nước NATO cũng đang ở trong tình trạng căng thẳng. Một số chuyên gia họ đã cảnh báo là ngay khi mà chiến tranh kết thúc thì châu Âu sẽ cần tới bao nhiêu? 15 năm để mà bổ sung kho dự trữ vũ khí với tốc độ mà như hiện tại một cuộc chiến mà đốt hết cả kho vũ khí. Thưa quý vị, căng thẳng Mỹ Nga đang dâng cao sau cái vụ mà bắt nhà báo nhà báo này tên là Gresco của tờ Wall Street Journal và tiếp tục gần đây họ lại căng thẳng nhau về mặt giận ngoại giao nữa Nga thì và Mỹ thì đều nằm trong hội đồng bảo an Liên Quốc quý biết rồi bây giờ thì Mỹ đang nói là Nga không nên nằm trong hội đồng này nữa. Đại sứ Mỹ liệt tại Liên Hợp Quốc của đã bà tên là Linda Thomas Greenfield và anh nói với tờ AFP ngày 30 tháng 3 rằng là Nga đang là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhưng với những gì mà họ đang thực hiện tại Ukraine thì họ không nên có cái tư cách như vậy. Tuy nhiên bà Thomas Greenfield cũng chỉ ra rằng là hiến trương Liên Hợp Quốc không cho phép thay đổi tư cách thành viên thường trực. Đại sứ Mỹ đưa ra bình luận này trong bối cảnh là Nga sẽ thay thế Mozambique đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an vào tháng 4 và bày tỏ hy vọng là Nga sẽ cư xử chuyên nghiệp trong thời gian đảm nhiệm vai trò chủ tịch. Mỹ cũng lo ngại rằng là Moscow có thể tìm kiếm cơ hội để lan truyền thông tin chống lại Ukraine, Mỹ và tất cả các đồng minh. Moscow chưa phản ứng về bình luận của phi Mỹ. Ngoại trưởng Ukraine cũng đã phản đối Nga trở thành chủ tịch Hội đồng Bảo an. Hội đồng Bảo an thì nó gồm 15 thành viên có nhiệm vụ ứng phó với các cuộc khủng hoảng trên thế giới bằng biện pháp trừng phạt, cho phép hành động quân sự và thông qua sửa đổi hiến trương liên quốc. Trong số này có 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực. Các nước thì luân phiên đảm nhiệm vai trò chủ tịch hàng tháng theo cái thứ tự bảng chữ cái. 5 thành viên thường trực bao gồm là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc có quyền phủ quyết cho phép họ bác bỏ bất kỳ nghị quyết nào tại Hội đồng Bảo an. Còn 10 thành viên thường trực thì bầu theo nhiệm kỳ 2 năm và không có quyền phục quyết. Hiến trương Liên Quốc họ không cho phép thay đổi tư cách thành viên thường trực. Bất cứ sự thay đổi nào của hiến trương cần được ít nhất 2 phần 3 số thành viên hội đồng thông qua. Trong đó phải bao gồm toàn bộ 5 thành viên thường trực. Và cái kịch bản để mà Nga ủng hộ động thái tự loại mình khỏi bộ hội đồng bảo an nó là một cái điều phi thực tế thưa quý vị. Cho nên Nga cũng không sợ quan hệ giữa Nga và một số nước trong Liên Hợp Quốc nó đã xấu đi nhanh chóng do chiến tranh Ukraine nổ ra và Nga đã rút khỏi một số cơ quan ở Liên Hợp Quốc bao gồm cả Hội đồng Nhân quyền nữa. Trong một diễn biến khác, Mỹ dường như được cho là đã từ bỏ chương trình tên lửa siêu âm của mình sau nhiều vụ phóng thử thất bại và gần nhất là giữa tháng trước. Andrew Hunter, trợ lý Bộ trưởng Không quân Mỹ phụ trách mua sắm công nghệ và hậu cần, Ngày 29 tháng 3 đã thông báo là không quân Mỹ không theo đuổi việc phát triển chương trình tên lửa siêu đâm AGM-183A sau vụ thử thất bại hồi giữa tháng 3. Trước đó một ngày, thì Bộ trưởng Không quân của Mỹ Frank Kendall đã thừa nhận vụ phóng thử tên lửa AGM-183A được phát triển trong chương trình ARRW ngày 13 tháng 3 thì đã thất bại rồi. Và thông báo của ông Hunter nó là hồi chuông báo tử cho chương trình ARRW Ông Hunter cho biết là không quân Mỹ sẽ tổ chức hai buổi thử nghiệm nguyên mẫu tên lửa AGM-18A còn lại để thu dữ liệu nghiên cứu phục vụ những cái chương trình vũ khí siêu vật âm tương lai. Cái chương trình ARRW là chương trình phát triển tên lửa siêu vật âm không đối không không đối đất thì đúng hơn 183A. Quả đạn AGM-183 thì được thả rơi tự do từ máy bay như là bom thông thường sau đó thì kích hoạt động cơ tên lửa để mà giúp đầu đạn đạt tốc độ cao và độ cao phù hợp cái vỏ bảo vệ sau đó bung ra và đầu đạn lướt tới mục tiêu với tốc độ là 6.000 cây số một giờ mỗi oanh tạc cơ B-52 có thể mang tối đa 4 quả AGM-183 và cái dự án này từng nhiều lần gặp sự cố trong quá trình thử nghiệm và nó đã nhận được khoảng 1,2 tỷ đô vào năm 2019 cho đến năm 2022 tốn 1,2 tỷ đô bây giờ đã bị hủy rồi và điều này nó sẽ khiến cho Mỹ bị tụt lại so với không quân so với lại là vũ khí siêu vật đâm của Nga và Trung Quốc tư vị. Ngoài ARRW thì Mỹ còn triển khai chương trình vũ khí siêu vật đâm sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, với tắt là HAWC. Chương trình này đã hoàn tất thử nghiệm cuối cùng để cung cấp dữ liệu hoàn thiện công nghệ vũ khí siêu vật đâm của không quân Mỹ. Còn Hải quân Mỹ cũng đang phát triển mẫu vũ khí siêu vật đâm có tên là tên lửa siêu vật đâm thông thường CPS trong chương trình phối hợp với lục quân. Mẫu này được lục quân Mỹ gọi là vũ khí siêu đâm tầm xa LW, RHW. Nga và Trung thì đều đã tuyên bố là đã sở hữu vũ khí siêu đâm, còn Mỹ thì vẫn đang chật vật trong việc triển khai chương trình này. Cựu đại tướng Mỹ John Hayton năm 2021 đã từng thừa nhận là họ đã tụt hậu so với Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu đâm và nói là Mỹ sẽ mất nhiều năm và phải bỏ ra nguồn lực rất lớn để giành lại vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này. Xưa nay thì Mỹ vẫn đi đầu trong các cuộc đua về khí tài quân sự. Liệu cái lần tụt hậu so với Trung Quốc và Nga này có phải là dấu hiệu của sự hụt hơi hay là nó sẽ giúp Mỹ có thể là cải thiện được trong tương lai không? Quan điểm của quý vị về các vấn đề này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình bằng các bình luận ở dưới. Quý vị cũng đừng quên bấm like và ấn đăng ký kênh để mà cập nhật thêm nhiều thông tin mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.